em xin chào tất cả mọi người ha và hôm nay là ngày 25 tháng 3 âm lịch mình ha và cũng là ngày chủ nhật em cũng xin chúc tất cả mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình thì hôm nay em cũng xin chia sẻ đến với tất cả cô chú anh chị mình mới chơi cây mai vàng ha về những loại mà <laughs> kích thích sinh trưởng ha kích rễ dưỡng rễ ha cho cái cây mai vàng mình để cho cô chú mình anh chị em mình hiểu rõ về cái từng loại mà thuốc kích để dưỡng rễ qua từng giai đoạn ha thì em nói về đối với những cây phôi ha cây phôi ở đây là em xài riêng cá nhân em ha thì cô chú anh chị nhà vườn nào mà lớn ha chuyên nghiệp thì là có đi ngang qua kênh em thì bổ sung kiến thức giúp em về phân bón ha để em còn có cái kiến thức để em chia sẻ đến với những cô chú anh chị em mình mới chơi ha thì em phân loại ra là ba nhóm ha ba nhóm ba nhóm để mà giúp cái cây mai mình cho cây mai mình nó khỏe ha ba nhóm thì đối với hàng atonic những clip trước em cũng đã có nói ha thằng atonic trước ha À, thằng atonic và thằng cơm cát ha hai ngày này em cho nó là một nhóm này ha một nhóm là cái nhóm đầu tiên. Cái thằng Atonix nó là một dạng kích thích sinh trưởng. Ha, kích thích sinh trưởng ha Nó là dạng kích thích sinh trưởng. Tức là em dùng cho phôi, cho phôi hen là những cây mới trồng, những cây mới trồng hen hoặc là những cây phá bầu, hoặc là những cây yếu cây si ha Là thằng Atonix rồi thằng cơm cát nó cũng giống như thằng Atonic nhưng mà cái liều lượng của thằng cơm cát này nó cũng na ná như nhau hay na ná như nhau. Nhưng mà cái thằng cơm cát này nó không có kéo không có kéo cái cành bằng cái thằng Atonic ha, không có kéo cái thằng cái cành bằng thằng Atonic. Thì nó cũng là cũng là một dạng kích thích sinh trưởng. Ha, kích thích sinh trưởng, tức là kích thích sinh trưởng tức là kích thích lại sự sống cho cái cây ha. Cho nên mọi người uh, nên nên, nên tham khảo ha riêng em hai thằng này là em dùng cho cây phôi cây phôi ha cái cây phôi tức là cái cây mà, em, cái cây mà mình mới về mình mới trồng ha và những cây si những cây mà mình muốn cứu lại ha nó bị tuột nhựa là hai thằng này tại vì em có hàng này em quay hàng này ha chứ nó có rất nhiều rất nhiều loại ha nên em có hai thằng này thì em chia sẻ hai thằng này thôi ha chứ trên thị trường nó có rất nhiều rất nhiều ha thì cái hàm lượng thằng a nít thì hồi xưa giờ thì mọi người cũng đã biết rồi ha em không còn nói nhiều nữa ha đây thằng này là kích thích sinh trưởng nè ha còn về thằng cơm cát thì mọi người xem ha thì trong này nó ghi ha từ a đến z ha nè tiêm vaccine tăng đề kháng nè ức chế vàng lùng lùng sáng lá ha phun mọi giai đoạn này ha kích thích mọi bộ phận ha phục hồi sinh trưởng nè nó pha với thuốc sâu rầy bệnh cỏ. Viên cái thằng cơm cát này thì em dùng cho cái cây phôi vẫn được ha, trong thời điểm đầu tiên mình trồng và cái thời điểm cái cây nó bị suy si, cái cây nó bị suy si, ha, đứng đọt bị suy si, là em xài thằng này, thằng cơm cát ha, em cộng với thằng sâu em phun nè, ha. Đối với những cây mai bị suy si, ha, còn những cây mai bình thường rồi nó đã khỏe mạnh bình thường thì không có xài nó nữa ha, không có cần xài đến hai thằng này. Đó, thằng này thì hai này tưới hoặc phun qua lá vẫn được ha vẫn được rồi tới cái phần cái 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 cái, cái, nhóm hai em chia cái nhóm hai là hàng kích rễ kích rễ thì em xài cũng có đó giờ em xài cũng rất nhiều rất nhiều dạng kích rễ ha lúc trước thì em xài hàng hút ít ha không ít con heo nè để em cho người xem ha giờ nó bị dơ không thấy hàng đây đây là hàng hút ít ha? thì em đưa cái hình này mọi người xem ha Uh, chụp lại cái màn hình nếu mà có cần xài thì cứ đi mua ha lên nói chung lên uh, shopee lazada cái gì cũng có nè thằng này nhưng mà giờ hết em chuyển qua thằng này vẫn là thằng hôn mít ha vẫn là thằng là, là, là thằng hôn đây thằng này nè ha hôn mít gồng quyển nè ha đây mọi người thì có, có gì mọi người chụp lại màn hình hein? rồi nè công dụng của nó ha ra ghẻ siêu tóc siêu xanh lá hein? đây bên đây công dụng nè siêu xanh lá ra rễ bung đọt mập cành tăng đẻ nhánh khắc phục vàng lá giúp tăng năng suất hen đây thì mọi người xem hen thằng này bây giờ em gọi là hàng dưỡng rễ ha dưỡng rễ là hai thằng này là cái dạng này là dạng em dành cho tưới gốc hen tưới gốc là dưỡng rễ rồi cũng còn thêm hai thằng nữa hen thằng này cũng là em gọi là dưỡng rễ luôn hen này hàng gót hai cái hai thì mọi người cũng đã biết rồi ha, biết rất nhiều hang trồng mai vàng hay là lan gì nó cũng đã biết thằng này thằng gót hai ha và thằng thằng b một ra mo nè ha đây những anh em chưa qua lan đều biết thằng này hết ha ra một thì hai thằng này thằng gót hai và thằng b một này thì em dành cho phun qua lá phun qua lá đối với những cây mai mà uh, suy ha hoặc là bình thường còn cái cây khỏe rồi mình có thể mình bỏ cũng được hoặc là phun vẫn được ha chứ nó không ảnh hưởng gì nhiều ha phun qua lá và còn một thằng uh, thằng tưới dưới góc ha là thằng nào nào ba mờ ha nào ba mờ em hết em giục cái chai cho nên em không có đưa hình lên thì nào ba mờ tất cả mọi người cũng đã, đã đều biết ha thì trong những cái giai đoạn đây là em chia ra là hai cái giai đoạn ha dùng cho cây hàng này cái, cái nhóm này hang là hàng này là em dành cho kích thích lại sự sống kích thích sinh trưởng cho phôi mình mới cho những cây phôi những cây mới trồng những cây bị si, những cây tuột nhựa em đều xài hàng này phun qua lá hoặc là tưới gốc đều được còn đối với những cây mà nó đã bình thường Nó đã đủ khỏe Cái rễ nó đã có Thì mình xài thằng hung mít Dưỡng rễ thằng hung mít Thì em xài loại này à, Loại này hoặc là nào ba mờ Loại này hoặc nào ba mờ Nhưng mà bây giờ nào ba mờ em không xài nữa Không phải là nó không hay mà là hết Em không xài Chứ là em giờ em nghiêng về phần hung mít Phần hữu cơ với phần sinh học Em giảm cái hàm lượng quá học lại Giảm lượng quá học lại cho cái cây mình nó 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 tốt, xài mình chơi tốt và bền hơn ha thì em xài hàng này hàng này thì em tưới định kỳ 10 ngày đến nửa tháng một lần và con sâu con sâu thì em xài thằng gót 2 hoặc là thằng b 1 khi phun sâu thì em cộng hai này vô cây khỏe cây yếu gì không biết nhưng mà em cộng vô hang em vẫn cộng vô là cứ định kỳ nếu mà có cái đọt là phun này em cộng này vô với liều lượng lõn lỏng hang thì uh, trên đây là những loại mà phân mà em cho là kích rễ dưỡng rễ và kích thích sinh trưởng uh, để cho cô chú anh chị em mình có cái nhìn uh, tổng thể và cái cách cái cách mà để mình đi cho nó đúng ha đúng hang gòn riêng cái thằng atonic hang thì đối với thằng atonic thì những clip trước em cũng đã có nói rất rõ là thằng atonic cho cái thời điểm này hen, tính đến cái thời điểm cái cây mai mình nó bóng đọt như vậy thì không cái xài nữa hen. không có xài thằng atonic đặc biệt mọi người lưu ý giúp em không xài atonic trong cái thời điểm này tại vì thời điểm mà cái cây mà nó bung đoạn như vậy nè ha mà mọi người phun thằng atonic ha đây nè phun thằng atonic thì cái đọt này ha nó quất một cái một nữa ra tới cái gan tay nó yếu xìu ha cái thứ nhất nó yếu xìu nó yếu, nó yếu cái 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 cái, cái đọt của mình đi ha và cái thứ hai cái cành lá nó không được khích nó không được khích giống vậy nè ha thì mọi người cũng thấy cái cây mai vàng mà bông nhiều hay là ít thì nó nhờ vào bộ tàn bộ lá ha khi mà nó dài quá thì cái mắt lá nó sẽ thưa ra nó kéo vào một khúc thì mọi người đây 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 cái nụ rồi đây cái nụ thì cái cây mai mình nữa nó nở nó sẽ không được đẹp ha thì sau đây là những cái 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 cái, cái uh, xài dưỡng rễ kích rễ của em ha. em cũng uh, em biết gì em xài những gì thì đã xài những gì thì em chia sẻ đến với uh, cô chú những uh, anh chị là uh, những uh, cái kiến thức em uh, em biết ha em biết thì uh, đối nói chung về cái cây mai đặc biệt về cây mai hen thì nói chung là học hỏi rất là nhiều đến bây giờ thì em vẫn còn phải là học hỏi rất nhiều từ những kênh lớn ha từ những kênh lớn em xem em để mà em bổ sung những kiến thức giúp em ha còn những anh chị mà nhà vườn mà chuyên nghiệp thì có đi qua kênh em thì cũng em sai vấn đề gì thì cô chú anh chị em nhà vườn cứ bổ sung và đặc biệt cô chú anh chị em mà biết ha thì cứ bình luận và bổ sung kiến thức giúp em ha để em còn hiểu và biết để mình chăm cây mai cho nó thật tốt hơn ha. Em xin cảm ơn và tạm biệt tất cả mọi người ha.